Có một điều rất tuyệt vời trong ngày hôm nay, ban giám khảo cũng như ban tổ chức vừa mới nói với MC là chúng ta sẽ có top 15 cộng 1. Và vị trí thứ 16 sẽ thuộc về ai thưa quý vị? Thank you.
cảm ơn Angola, Indonesia, Pakistan and China. Cảm ơn các bạn. Và sau đây chúng ta hãy cùng nhìn lại một lần nữa top 16 của vòng chung kết. Australia, Cambodia, Colombia, India, Japan, Korea, Lào, Madagascar, Mongolia, Philippines, Taiwan, Thailand, USA, Venezuela, Vietnam and Brazil. Xin được trân trọng cảm ơn nhà thiết kế Ryan Võ, cảm ơn Miss Hương Ly, Miss Hoàng Phương, Miss Phạm Phương cũng như là Miss Thiên Hương đã về rồi. Các bạn thân mến, hãy cùng chụp hình với giám khảo ngày hôm nay các bạn nhé. Và chúng ta vẫn còn vòng bốc thăm may mắn được quý vị.